Mến chào quý bà con nông dân và các bạn. Đây là chương trình Nông dân cần biết. Chương trình này được phát sóng vào lúc 7 giờ mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên kênh Nông nghiệp Mekong. Với chương trình này, chúng tôi mong muốn mang đến cho quý bà con nông dân những kiến thức cơ bản nhất về nông nghiệp, nhằm giúp bà con nông dân chúng ta áp dụng vào việc canh tác và sản xuất mang đến hiệu quả tối ưu nhất. Trong video tuần trước, chúng tôi đã nói đến 4 nguyên lý đầu tiên của vấn đề phát sinh phát triển của nấm bệnh. Và trong video của tuần này, chúng tôi sẽ nói 4 nguyên lý còn lại để giúp bà con nông dân hiểu hơn về những vấn đề phát sinh phát triển của nấm bệnh mà chúng ta có biện pháp quản lý trong cái mùa mưa này mang đến được cái hiệu quả tốt nhất và tối ưu nhất. Mời quý bà con nông dân cùng đón xem video. Trước khi vào video chi tiết của nội dung video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại 4 nguyên lý đầu tiên mà chúng tôi đã đăng tải vào video thứ bảy tuần trước. Nguyên lý thứ nhất, khi nói đến nấm bệnh thì chúng ta phải nhớ đến tác nhân đầu tiên nó khơi mào cho cái vấn đề gây bệnh của cây trồng, đó chính là bào tử nấm. Nguyên lý thứ hai là nấm bệnh nó luôn hiện hữu xung quanh cuộc sống chúng ta, xung quanh ở cây trồng, và nó chỉ chờ đợi cái thời gian, chờ đợi vào cái điều kiện thuận lợi để tấn công. Nguyên lý thứ ba đó là cái nguyên lý phát sinh của nấm bệnh. Nấm bệnh nó sẽ được phát triển và nảy mầm khi cái điều kiện khô ướt xen kẽ kết hợp với điều kiện ẩm và nhiệt độ cao. Và nguyên lý cuối cùng là nguyên lý thứ tư, biểu hiện của nấm bệnh nó sẽ nhanh hay chậm nó phụ thuộc vào cái tốc độ tấn công cũng như là cái tốc độ nhân mật số của cái bào tử nấm đối với cái vết bệnh đó. Để hiểu rõ hơn và chi tiết hơn 4 nguyên lý tôi vừa trình bày thì bà con có thể mở lại video tuần trước để chúng ta cùng nhau nghe lại cái bài của chúng tôi đã được đăng tải vào thứ bảy tuần trước nha. Tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với cái nguyên lý thứ năm. Đây là nguyên lý mà tôi nghĩ bà con nông dân chúng ta cũng cần phải nên quan tâm và lưu ý nó để có cái phương án bảo vệ cây trồng nó hợp lý hơn. Đó là cái nguyên lý mà khi mà cây trồng của chúng ta nó càng yếu thì cái nấm bệnh nó tấn công càng mạnh. Thì thật sự nó cũng khá là đơn giản, chúng ta lấy cơ thể con người, chính bà con nông dân để chúng ta làm trong những cái ví dụ minh chứng cụ thể. Thì thực tế chúng ta thấy rõ ràng á, khi mà cơ thể của chúng ta nó yếu thì chúng ta sẽ rất là dễ bị bệnh. Mà cái bệnh đơn giản nhất mà thường thấy nhất đó chính là cảm, sốt. Nếu như trong trường hợp mà chúng ta không biết cách quản lý hoặc là chúng ta không có đủ sức đề kháng, đủ cái sức khỏe thì lúc đó bệnh càng lúc nó có thể là càng nặng hơn. Lý do là bởi vì khi mà cơ thể chúng ta yếu á, thì cái đề kháng của cơ thể chúng ta nó không được sinh ra nhiều. Từ đó nó dẫn đến cái câu chuyện là nó dễ bị những cái tác nhân bên ngoài nó tấn công vào, làm cho chúng ta nó bị bệnh. Và cái cây trồng nó cũng thế thưa bà con. Nếu như mà cây trồng nó càng yếu á, thì cây nó sẽ càng dễ bị nấm bệnh nó tấn công. Giống như ở nguyên lý 2, ở trong video tuần trước chúng tôi có nói là cái nấm bệnh nó luôn hiện hữu xung quanh môi trường bên ngoài. Và trên cây trồng thì vị trí nào nó cũng đều có nấm bệnh cả. Nó đang chỉ chờ đợi một cái thời gian cụ thể, hoặc là nó chờ đợi vào một cái điều kiện thời tiết nó phù hợp. Song song đó, nếu như kết hợp với cái điều kiện là cây trồng của chúng ta nó đang bị suy yếu thì cái khả năng tấn công vào trong cái cây trồng nấm bệnh nó biểu hiện cái tình trạng bệnh thì nó sẽ rất là cao. Và trong nguyên lý này bà con cần phải nhớ một điều là khi cây trồng của chúng ta nó bị yếu đi thì cái khả năng lấy dinh dưỡng hoặc là cái khả năng quang hợp của cây nó cũng sẽ bị giảm. Từ đó nó kéo theo cái quá trình là cây không đủ năng lượng để cây nó sinh trưởng và nó phát triển bình thường, hoặc là nó không đủ năng lượng để nó chuyển hóa những cái cơ chế bên trong của cây, dẫn đến cây nó rất là dễ bị những đối tượng ở bên ngoài như là nấm bệnh nó tấn công và nó phát triển. Nên vì thế để hạn chế cái vấn đề mà nấm bệnh nó tấn công vô cây trồng thì chúng ta phải cho cây một cái sức khỏe nó tốt. Mà để cho cây nó có sức khỏe nó tốt quá thì chúng ta phải nhớ đến hai bộ phận cơ bản nhất của cây trồng mà nó quyết định về vấn đề cây nó có khỏe hay không. Đó chính là rễ và đó chính là cái lá cây. Vậy thì cái rễ nó quan trọng như thế nào đối với cây trồng? Thưa bà con, cái rễ của cây nó cũng giống như là cái miệng ăn của bà con nông dân mình đó. Có nghĩa là giống như cái miệng của con người mình vậy. Khi mà cái miệng của chúng ta nó có những vấn đề như chẳng hạn như bà con bị đau răng đi thì chúng ta không có ăn uống gì được hết. Mà khi mà chúng ta không ăn uống gì được hết thì lúc đó mình đói, mình không đủ năng lượng để mình làm việc, mình không đủ năng lượng để mình thực hiện những cái công việc khác, chẳng hạn như là mình đi đứng này kia, vân vân. Từ đó nếu như mà lâu dài mà cứ để đói hoài thì bà con nông dân rất là dễ bị bệnh, dẫn đến rất là nhiều cái vấn đề khác nó kèm theo. Và cây trồng nó cũng tương tự vậy. Nếu như rễ cây nó có vấn đề thì chắc chắn rằng cây nó sẽ không lấy được dinh dưỡng. Và khi cây nó không lấy được dinh dưỡng thì tất cả những cái hoạt động của cây nó cũng sẽ bị giảm dần. Nếu như tình trạng này nó kéo dài lâu dài thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cái sự sinh trưởng và phát triển của cây. Vậy thì chúng ta cần phải làm sao để rễ cây nó luôn khỏe mạnh, từ đó nó lấy được cái dinh dưỡng tối đa cũng như là hút được cái lượng nước cung cấp đủ cho cái cây trồng. Vấn đề thứ nhất là đối với trường hợp là cái rễ cây của chúng ta nó bình thường, nó không có bị bệnh gì cả, thì đối với cái trường hợp này thì bà con lưu ý chúng ta cần phải tạo cái điều kiện xung quanh cái rễ nó tốt nhất để rễ cây nó có thể phát triển tốt.
Ví dụ như bà con có thể là cung cấp cái hữu cơ cho đất nè, cung cấp thêm vi sinh hoặc là những cái nấm có lợi cho đất, cho cái rễ cây của mình. Hoặc là bà con có thể sử dụng những cái sản phẩm để chiên cái xử lý đất, làm cho đất nó tơi xốp hơn, thoáng khí hơn. Hoặc là bà con có thể sử dụng vôi hoặc là những cái chế phẩm khác để chúng ta nâng cái pH của đất nó lên về cái mức trung tính. Bởi vì pH khi mà nó về cái mức trung tính nó cũng sẽ hỗ trợ cho cái sự phát triển tối ưu nhất của rễ cây trồng của mình. Ngoài ra thì bà con nông dân chúng ta có thể sử dụng những cái chế phẩm khác được sản xuất do con người mình làm ra. Chẳng hạn như là chúng ta có thể sử dụng những dạng phân bón mà nó có thể hỗ trợ trong quá trình mà kích rễ. Và song song đó, sản phẩm đó nó cũng có thể cung cấp luôn dưỡng chất như là NPK, amino acid, chất hữu cơ hay là những cái chất đa trung vi lượng có sẵn trong sản phẩm. Thì bà con có thể đưa vào mình tưới để cho nó kích gây rễ, tạo cái môi trường tốt cho cái rễ nó phát triển. Từ đó cây trồng của chúng ta nó mới được mạnh khỏe hơn. Ví dụ như bà con có thể tìm hiểu về sản phẩm Organic MKA. Đây là một cái sản phẩm chúng tôi nhập khẩu từ Tây Ban Nha. Sản phẩm này nhập nguyên đan nguyên kiện nha bà con. Nó có hai quy cách. Một là quy cách 20 lít, có nghĩa là một can. Hai là quy cách 5 lít. Thì đối với sản phẩm này thì bà con nông dân chúng ta sử dụng là qua nước thì chúng ta sẽ tưới với 1 lít cho 1.000 lít nước, tưới trực tiếp cho vùng rễ. Nó hỗ trợ kích thích rễ và nó sẽ cung cấp thêm những thành phần khác như là đạm, lân, kali và những thành phần đa trung vi lượng ở trong cái sản phẩm này. Ngoài ra thì nó có thêm cái fulvic và một ít cái amino acid nữa. Còn nếu như bà con nông dân chúng ta phun thì chúng ta pha 1 lít này cho khoảng 2 phi, có nghĩa là khoảng từ 400 đến 440 lít nước để chúng ta phun trực tiếp qua lá nhận được nha bà con. Rồi đối với cái trường hợp thứ hai, đó là cái trường hợp khi mà rễ của đã bị bệnh rồi, rễ cây trồng nó bị bệnh rồi, thì bà con lưu ý lúc này cái công việc đầu tiên quan trọng nhất mà bà con cần phải làm đó chính là chúng ta phải ưu tiên xử lý cho hết bệnh rễ cái đã, rồi lúc đó chúng ta mới dược cái rễ là sao. Và lưu ý trong cái giai đoạn này chúng ta không nên sử dụng những cái sản phẩm nào có cái hàm lượng đạm để cung cấp qua rễ nha. Nên lưu ý là xử lý hết bệnh rồi lúc đó chúng ta bắt đầu dưỡng rễ lại. Và khi mà đã dưỡng rễ lại rồi thì lúc đó rễ của chúng ta bình thường rồi, chúng ta sẽ quay lại cái việc xử lý cây mà nó không bị bệnh như lúc nãy tôi đã có chia sẻ ở phần trên. Còn đối với lá của cây trồng thì đây là bộ phận nó ít quan trọng hơn so với bộ rễ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà bộ rễ nó khỏe rồi, nó lấy dinh dưỡng đủ rồi thì lá ở trên nó cũng sẽ khỏe, nó cũng sẽ tươi tốt. Nhưng mà nó sẽ có những cái giai đoạn mà bộ rễ cây trồng ở bên dưới nó bị tấn công hoặc nó bị tổn thương, từ đó nó không lấy được dinh dưỡng hoặc là nó giảm đi cái khả năng lấy dinh dưỡng, lấy nước của cái cây trồng của mình, thì nó cũng dẫn đến cái lá ở trên nó cũng bị ảnh hưởng theo. Và nếu như mà trong trường hợp này, bà con lưu ý là việc quan trọng nhất là chúng ta cần phải cung cấp được cái lượng dinh dưỡng thường xuyên qua cái hình thức chúng ta phun cái dinh dưỡng bổ sung qua lá của cây trồng. Bởi vì cái dinh dưỡng của cây ngoài cái việc mà cây trồng hấp thụ bằng rễ thì cây trồng vẫn có khả năng hấp thụ bằng lá nha bà con. Việc phun dinh dưỡng liên tục trong khoảng thời gian này để cho cái lá giữ nó được xanh hơn và từ đó cái quá trình quang hợp của nó không bị gián đoạn, làm cho cái cây của chúng ta vẫn có khả năng tổng hợp được những chất dinh dưỡng, từ đó đưa ngược xuống rễ và hỗ trợ cho rễ nó nhanh phục hồi hơn. Và lúc này thì bà con nông dân chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm mà lưu ý là ở dạng dễ hấp thụ nha, chẳng hạn như là cái dạng chelat chẳng hạn, hay bà con nông dân có thể sử dụng cái amino kết hợp với lại cái combi cũng như là gần đầy đủ như cái dinh dưỡng đó. Song song đó có thể kết hợp thêm đạm, lân, kali ở dạng dễ hấp thụ để chúng ta có thể phun và cung cấp liên tục cho cây trồng của mình trong giai đoạn mà nó bị sự cố như thế này. Thì bà con có thể tham khảo cái sản phẩm amino acid 45% của Thổ Nhĩ Kỳ, của đơn vị mà cái A chúng tôi đang kinh doanh. Thì đây là dòng sản phẩm có hàm lượng amino acid rất cao, được nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ về và có thể kết hợp với lại cái combi mà cái A có đầy đủ trung và vi lượng ở trong cái sản phẩm này để chúng ta xử lý cái cây trồng. Còn nếu như trong trường hợp mà cái cây trồng của chúng ta đang bình thường, bộ rễ nó cũng đang bình thường, lá cũng đang bình thường, thì bà con vẫn có thể sử dụng cái phương án là amino cộng với combi để hỗ trợ một phần nữa cho cây trồng nó phát triển và nó tốt hơn, nâng cao được cái khả năng để đề kháng với lại những cái nấm bệnh ở cái môi trường xung quanh. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái nguyên lý thứ 6, đó chính là đạm là thức ăn của nấm bệnh. Bà con nông dân nếu như chúng ta thường xem cái chương trình truyền hình về nông nghiệp ở trên TV thì chắc chắn rằng bà con thường hay nghe một cái câu mà các nhà khoa học thường khuyến cáo là khi cây trồng mà nó bệnh á, thì chúng ta không sử dụng những cái sản phẩm có chứa hàm lượng đạm để mà phun hoặc là dưỡng cây. Vậy thì bà con có hỏi lý do tại sao mà nhà khoa học đã khuyến cáo như vậy không? Nó chỉ có một cái lý do duy nhất thôi bà con, đó chính là cái đạm, nó chính là cái thức ăn của cái nấm bệnh. Nên vì thế mà khi mà cây trồng của chúng ta nó đang ở trong giai đoạn nó bị bệnh á, thì bà con nông dân chúng ta đưa cái sản phẩm nó có chứa đạm vô thì nó sẽ là cái nguồn thức ăn làm cho cái nấm bệnh nó sinh sôi nhiều hơn
và nó khó quản lý, nó khó kiểm soát hơn. Thì cung cấp thêm cho bà con một cái thông tin nữa là cái nấm bệnh ngoài cái đạm là cái thức ăn chính thì nó có một cái nguồn thức ăn nữa, đó chính là cái tinh bột. Thì cái tinh bột nó được tổng hợp từ cái quá trình quang hợp của cây. Còn riêng đối với đạm thì nó có hai cái nguồn ha bà con ha. Cái nguồn thứ nhất là chúng ta cung cấp qua việc mà bà con gãi phân nè, bà con sử dụng những dòng phân bón mà nó có cái chứa hàm lượng đạm ở cái môi trường bình thường á, nghĩa cây trồng không bị bệnh. Nguồn thứ hai nữa là trong quá trình sinh trưởng và phát triển, cây trồng cũng phải lấy cái dinh dưỡng để nó sinh trưởng và nó phát triển. Và cái trong cái dinh dưỡng đó là cái hàm lượng đạm có thể gọi là cao nhất để mà cây trồng phát triển. Mà do cái quá trình sinh trưởng như vậy, nó lấy hàm lượng đạm thì cái hàm lượng đạm nó được lấy lên, nó cũng cung cấp cái dinh dưỡng đó cho những cái con nấm bệnh khi nó tấn công vào trong cây trồng. Nên vì thế trong cái điều kiện bình thường thì nấm bệnh bao giờ nó cũng có nguồn thức ăn hết. Nguồn thức ăn từ cái việc mà tổng hợp của lá cây do quá trình quang hợp, và cái nguồn thức ăn được lấy lên từ cái quá trình sinh trưởng của cây và qua cái việc hút dinh dưỡng, đặc biệt là cái hàm lượng đạm được hút lên. Mà nếu như bà con nông dân chúng ta đưa cái lượng đạm vô nữa trong cái giai đoạn cây nó đang bệnh nữa, thì chúng ta đang cung cấp thêm một cái lượng thức ăn rất là dồi dào, từ đó làm cho cái việc mà chúng ta quản lý cái nấm bệnh này nó rất là khó kiểm soát. Bởi vì cái môi trường xung quanh nấm bệnh nó quá nhiều thức ăn đi, thì giống như mình thôi, ở nơi nào mà chúng ta kiếm tiền được nhiều thì bà con thường về tụ họp gì nơi đó để chúng ta kiếm tiền, rồi chúng ta sinh sống phát triển ở đó luôn. Vậy thì bà con nông dân sẽ hỏi, nếu như mà trong trường hợp cây mà nó đang bị bệnh á, mà mình muốn vừa phun thuốc bệnh mà mình muốn dưỡng cho cây để cho cây nó mau phục hồi thì làm sao bây giờ? Bởi vì những sản phẩm trên thị trường hiện tại hầu như là sản phẩm nào nó cũng có đạm. Thì thưa bà con, trước tiên lưu ý nhất trong trường hợp cây bị bệnh, như lúc nãy tôi có nói là không sử dụng những sản phẩm có chứa hàm lượng đạm. Cái thứ hai là bà con ưu tiên trị bệnh nhất, rồi sau đó chúng ta mới đưa những sản phẩm dưỡng sau. Còn trong trường hợp bà con nông dân muốn vừa trị bệnh mà muốn cây trồng của chúng ta nó nhanh phục hồi luôn, thì bà con nông dân sử dụng những sản phẩm nào không có chứa hàm lượng đạm là được. Chẳng hạn ví dụ như bà con có thể sử dụng thêm những cái chất điều hòa sinh trưởng, hoặc là bà con có thể sử dụng thêm những sản phẩm phân bón lá mà nó không có chứa hàm lượng đạm ở trong đó, chẳng hạn như là cung cấp chung và vi lượng thôi, như cái combi của MKA chẳng hạn. Còn đối với những sản phẩm mà những chất điều hòa sinh trưởng, bà con có thể tham khảo sản phẩm của công ty MKA. Chúng tôi nó có cái sản phẩm là tăng trưởng MKA, nó chứa hai cái hoạt chất là cái racinolide và cái triacotanol. Và hai cái sản phẩm này đều có chứa là nồng độ là 20% nha bà con, nghĩa là racinolide chứa 20% và cái triacotanol thì cũng chứa 20%. Và đối với cái sản phẩm này thì bà con nông dân chúng ta sử dụng một gói này, chúng ta pha cho từ 50 đến 100 lít nước để bà con phun cho cây trồng của mình, tất cả các loại cây trồng đều phun được. Và quan trọng nhất là khi cây đang bệnh, bà con có thể phối sản phẩm này vô, và cũng có thể phối sản phẩm này kết hợp với sản phẩm combi MKA luôn, vẫn cho được một cái hiệu quả rất là tuyệt vời. Và nguyên lý tiếp theo, nguyên lý thứ 7, nấm bệnh nó sẽ gây hại và phát triển rất là mạnh trong cái vùng đất nó có pH thấp. Nếu như bà con nông dân chúng ta có theo dõi chương trình Nông Dân Cần Biết ở nội dung về pH, chúng tôi đã có nói vấn đề này. Nếu như bà con nông dân cần tìm hiểu lại thì bà con nông dân hãy lên YouTube, một là vào kênh Nông nghiệp Mekong, hai là bà con cứ gõ vào là Nông Dân Cần Biết hiểu về pH thì nó sẽ ra hai cái bài của chúng tôi, bà con xem lại ha. Tóm lại là đối với cái nguyên lý thứ 7 này, bà con cần nhớ là cái nấm bệnh nó sẽ sinh sôi và phát triển rất là cao trong cái môi trường có pH thấp. Ngoài cái vấn đề như chúng tôi có trao đổi cho những nguyên lý trước là bao gồm ẩm, độ, nhiệt độ và điều kiện thời tiết phù hợp, thì cái pH cũng là một trong những cái nguyên tố làm cho cái nấm bệnh nó sinh sôi và phát triển rất là mạnh. Thì nói đến pH thì bà con nhớ là nấm bệnh ở đây là nấm bệnh nằm trong đất nha, chứ không phải là trong cái môi trường bên ngoài. Thì bà con có thể xem lại để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Nên vì thế cái việc mà chúng ta quản lý và đưa cái pH về càng gần với cái mức trung tính á, thì cái việc mà phát triển và phát sinh của nấm bệnh nó sẽ càng hạn chế. Song song đó thì cái môi trường đất nó sẽ rất phù hợp để rễ mạnh hơn. Mà khi rễ nó mạnh hơn thì cây trồng được mạnh khỏe và nó có sức đề kháng tốt hơn. Từ đó nó cũng hạn chế, cũng gần như là tối đa cái việc nấm bệnh nó tấn công vào trong cây trồng. Việc mà chúng ta đưa về cái pH trung tính thì bà con có thể sử dụng rất là nhiều sản phẩm. Chẳng hạn như tinh bột MKA là một sản phẩm mà chúng tôi đã nói trong video lần trước. Và cuối cùng là cái nguyên lý thứ 8 mà bà con nhớ nha. Với nguyên lý này là nấm bệnh nó sẽ tấn công vào những cái bộ phận mềm hay là những cái bộ phận non trên cây trồng. Thật ra thì nguyên lý này nó cũng rất đơn giản thưa bà con. Nó cũng giống như con người mình vậy. Giống như là đối với những bé sơ sinh mới vừa sinh ra thì trong một tuổi đầu tiên á, nó rất là dễ bị bệnh như là ho, cảm, sổ mũi hay là sốt, hay là những cái bệnh linh tinh như vậy. Thì thông thường trong một tuổi nó cứ bệnh đi bệnh lại hoài. Và nó có rất là nhiều cái lý do để giải thích cho vấn đề này, nhưng mà bà con chỉ nghĩ đơn giản thôi là do nó còn non còn nhỏ quá, nên vì thế nó không thích ứng được với môi trường.
mà cái môi trường lúc nào nó cũng có rất là nhiều nấm bệnh xung quanh, nó hiện hữu, nó chờ đợi để nó tấn công hết. Vì thế nên chúng ta có thể lấy cái điều đó mà liên tưởng đối với cây trồng của mình. Đối với cây trồng thì thật ra thì nó cũng tương tự như thế thôi. Thường những cái bộ phận nào non, những bộ phận nào mà nó mềm thì nó sẽ dễ bị những cái đối tượng nấm bệnh nó tấn công vào những cái bộ phận đó. Tôi lấy ví dụ như là bệnh thối rễ, nó sẽ có trên cây sầu riêng nè, trên cây cam chanh quýt bưởi, trên cây tiêu. Mà cam chanh quýt bưởi với sầu riêng bà con dễ thấy lắm, bà con cứ thử bừ cái gốc ra đi, chúng ta quan sát vào những cái đầu rễ nha. Đây thông thường cái rễ bao giờ là nó sẽ ra liên tục nha bà con, chúng ta quan sát vào những đầu rễ trắng. Và nếu bà con nông dân chúng ta thấy những cái đốm đen đen hay là những cái đoạn thuốc thúi nhẹ ở những cái đầu rễ đó, thì lúc đó là nấm bệnh nó đã bắt đầu tấn công vào trong cái bộ phận của cái đầu rễ rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cái đầu rễ này là cái bộ phận non nhất của cái rễ cây trồng nha bà con. Nó sẽ tấn công vào đúng vào cái vị trí đỉnh đầu của cái đầu rễ này. Và cái lý do thứ hai nữa là cái đầu rễ này nó cứ ra liên tục và nó cứ xôi đất, nên cái đầu rễ nó sẽ là cái bộ phận mà nó tiếp xúc với cái nấm bệnh nhiều nhất. Vì thế nên cái khả năng tấn công vào những đầu rễ này rất là cao. Nên bệnh vàng lá thối rễ thì cái cơ bản nó sẽ phát sinh ban đầu là nó tấn công vào những cái đầu rễ, rồi sau đó làm cho rễ giảm khả năng lấy dinh dưỡng, lấy nước, rồi từ từ rồi đó nó sẽ tấn công những cái bộ phận khác cho cái rễ, làm cho ruột cái rễ và nó bị thối cái rễ đi. Hoặc là chúng ta có thể lấy một cái ví dụ ở trên cái cây lúa chẳng hạn, như là đối với cái bệnh đạo ôn cổ bông là gây hại chính trên cây lúa từ cái giai đoạn mà lúa trổ trở về sau. Thì thật ra ngoài đạo ôn cổ bông nó còn có những cái bệnh khác về cái đạo ôn ở giai đoạn sau này, là ví dụ như là đạo ôn nhánh vé, cuốn hạt hay là đạo ôn trên hạt luôn. Nhưng mà thường nó xuất hiện đầu tiên nhất là đạo ôn cổ bông, là ngay vị trí cái cổ bông. Vậy thì tại sao nó lại tấn công ở vị trí đó mà nó phải tấn công ở vị trí khác? Rất đơn giản, đây là cái bộ phận non nhất và nó dễ tấn công nhất và nó mềm nhất của lúa ở trong bộ phận này. Bà con không tin, bà con khi mà cái lúa mà bông nó đang trổ ra bình thường á, bà con cầm cái đuôi bông bà con bẻ mạnh xuống thì cái vị trí nó gãy là đúng ngay ở vị trí cái cổ bông. Nên cái vị trí này là cái vị trí cây nấm bệnh nó dễ xâm nhiễm, nó dễ tấn công và nó dễ phát sinh phát triển nhất. Khi mà sau này á, lúc đó cái lúa nó lớn lên rồi thì lúc đó là những cái bộ phận khác như là nhánh vé hay là cuốn hạt, thì là những bộ phận này nó cũng dễ tấn công tương tự vậy đó thưa bà con. Nên với lại câu chuyện là nấm bệnh nó sẽ rất là dễ tấn công vào những cái bộ phận non, những bộ phận yếu nhất của cái cây trồng của mình. Vậy thì biết cái điều này thì để bà con nông dân chúng ta có những cái phương án phun ngừa cho nó phù hợp vào những cái thời điểm quan trọng, mà đặc biệt là những cái thời điểm mà cái bộ phận non nó xuất hiện nhiều. Chẳng hạn ví dụ như đối với cây lúa thì khi mà lúa bắt đầu trổ đè sẹt thì bắt buộc bà con phải phun một cử để chi bảo vệ cái cổ bông cho nó không có bị tình trạng đâu cổ bông về sau. Hoặc là cái phương án phun ngừa cũng sẽ là một trong những cái phương án tối ưu trong cái chuyện hỗ trợ cho cái việc nó quản lý được cái nấm bệnh tấn công vào những cái bộ phận non của cây trồng. Nên vì thế, đối với cái việc quản lý nấm bệnh từ những cái nguyên lý mà xuyên suốt trong nội dung video tuần trước và tuần này, thì chúng tôi muốn nhắc nhở bà con là cái việc phun ngừa nấm bệnh là hết sức quan trọng. Và cái phun ngừa nó cũng phải đúng cái thời điểm, đúng lúc, thì cái hiệu quả của cái việc quản lý nó càng được nâng cao hơn. Thì nội dung video của chúng tôi đến đây là kết thúc với 8 cái nguyên lý này. Thì chúng tôi mong muốn rằng bà con nông dân chúng ta sẽ có thêm thông tin, từ đó chúng ta áp dụng vào việc canh tác, cũng như là có cái biện pháp phun, trị và ngừa đối với cái nấm bệnh cho nó phù hợp, mang đến được cái hiệu quả cao, giảm cái chi phí cho bà con nông dân mình. Bà con có những thông tin gì hoặc là có những đóng góp bình luận gì, hãy để lại ở phía bình luận bên dưới để chúng tôi hoàn thiện hơn. Hãy nhớ thích video và chia sẻ video này nếu thật sự bà con nông dân thấy video của chúng tôi nó bổ ích. Đăng ký kênh và cập nhật những video mới nhất của kênh Nông nghiệp Mekong, cũng như là chương trình Nông dân cần biết. Và nhớ hãy đón theo dõi chương trình Nông dân cần biết vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên kênh Nông nghiệp Mekong. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Hẹn gặp lại quý bà con nông dân trong những video tiếp theo. Để được hỗ trợ tư vấn và đặt hàng nhanh chóng, bà con có thể liên hệ với bộ phận bán hàng và chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua số điện thoại và Zalo 0972 368 015 hoặc qua website mekongagi.com. Hiện các sản phẩm của MK đã có mặt trên Facebook, các sàn thương mại điện tử đang hiển thị trên màn hình. Bà con có thể đặt hàng nhanh chóng ở mọi lúc, mọi nơi. Và cuối cùng, chân thành cảm ơn quý bà con đã xem hết video. Kính chúc quý bà con thật nhiều sức khỏe và canh tác thành công trên mảnh vườn của mình. Hẹn gặp lại quý bà con vào lúc 19 giờ mỗi thứ bảy hàng tuần trên kênh Nông nghiệp Mekong. Xin trân trọng kính chào.